Dạ, em xin kính chào anh em. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu tới Nama Himalaya Coffee E470 5A. Thì con này nó chạy mạch lát AB với công suất ao ra tới 180W một cơ nội 8 ohm, rất là mạnh mẽ. Con này nó quấn rất là lực anh em ha. Thì cái model E470 này nó có sự cải tiến, nó là một cái bước tiến nhảy vọt so với đời trước đó là E460 anh em ha. Thì cho nên rất là nhiều anh em audio đón tiếp rất là nồng nhiệt. Nói chung thì E470 này nó rất là thành công. Thì tiếp đó sau đó là con E480, tất nhiên thì con 470 quá thành công thì 480 họ sẽ có một cái hiệu ứng đón tiếp rậm rực. Tuy nhiên con E480 nó xuất hiện trong cái bối cảnh là không có sự cải tiến gì so với đời E470 này, cho nên cũng làm rất là nhiều anh em hụt hẳn. Nói chung thì giống như điện thoại iPhone, từ iPhone 11 lên iPhone 12 thì nó không có sự cải tiến gì. Từ iPhone 12 lên 13 thì chúng ta sẽ thấy nó nhảy vọt lên tí xíu, và 13 lên 14 thì cũng như vậy, nó dạng dạng như vậy anh em ha. Thì anh em sẽ thấy cái lằn này nè, cái lằn này là điểm nhấn. Anh em nhìn vào những con bao hay là những con amply có cái lằn này thì tuổi nó cũng gần nó mới đến đời. Theo chúng ta nhìn thôi, chúng ta cũng biết được cái đời nó. Thì những con mạch lát A thì từ đời E600 trở lên mới có cái lằn này, và con lát AB thì đời E470 này anh em ha. Còn con E460 thì nó mặt láng luôn. Con E420 này trên thùng thì nó đề tháng sản xuất vào tháng 12 2016, tức là nó được phân phối và bán ra xuất kho phải tầm cũng ít nhất cũng từ 2017 đổ về đây, thời gian cũng quá là ngắn. Nói chung thì con máy còn rất là đẹp. Thì đây là con E470 còn full box thùng shop, rất là đẹp, hàng công ty phân phối, điện 220 nè má. Thì đây này, máy này không một tì vết, rất là mới kèn ha. Con máy còn rất là đẹp, mới không một tì vết anh em ạ. Và các chụp nó còn đầy đủ. Thì thường thì con này cũng xài đường Canon thôi, chụp Canon cũng còn đầy đủ ha. Cho nên cái đường AV nó còn mới bén mới tinh anh em ha, mới tinh. Ốc trắng tinh, trắng thật. Cọc lo thì quấn cả hai cặp AV, bắp chuối mỏ chim dặn được, hoặc thằng cua đút vô cũng được ha. Em test cặp cặp bắp chuối. Bên trong cái nắp cốp thì 480 thì nó bố trí các nút vị trí nó khác nhau thôi, tuy nhiên chức năng từng nút thì nó cũng dạng giống như nhau. Ví dụ như nút low net này nó đưa vào trầm thôi, bass chép low net, ba lăng rồi tông nhạc, quấn AB cộng thì chức năng nó đều như nhau, khác cái đèn nền của đồng hồ tí xíu nữa thôi, coi như là còn lại thì nó gần như là giống nhau. Thì nó đời sau cho nên nó phải cao tiền hơn chục đến hơn ha. Rồi thì con này là cái giá đang tốt dưới 100 triệu, anh em rất là đáng để chúng ta chơi, rất là mạnh mẽ. 480 thì giá hiện tại bây giờ coi như là nó như giá của 460 trước đó. Rồi con này nó đầy đủ thùng. Thì con này là hàng công ty nhập khẩu về thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, điện 220, nhập khẩu từ Gia Băng này, chứng nhận nhập khẩu, và do công ty Anh Duy, công ty quốc tế Anh Duy nhập khẩu. Nhập khẩu từ Nhật Bản. Nó tháng sản xuất đây. Có cái tháng sản xuất. Đây, tháng sản xuất là tháng 12 2016. Tháng 12 2016 thì nó cũng gần đây thôi. Cái thùng còn rất là đẹp, và bên trong có shop đầy đủ thùng hai lớp anh em ha. Và nguyên hộp phụ kiện, dây nguồn kim theo máy, ấu trùm còn mới tinh nè, ấu trùm còn mới tinh. Sách catalo, đầy đủ giấy tờ nguyên quyển không, và kiện riêng anh em ha. Rồi và bây giờ em xin test với Deloitte JB4344. Em test cùng với Deloitte JB4344 anh em ha. Tiếng bass quýnh rất là lực. Đây cũng là một combo để anh em có thể suy gẫm để chơi. Thì báo giá công khai tiếp thì là 98 triệu đồng giá cho em ly và lo. Anh em quan tâm thì liên hệ một đôi lo đẹp lắm, đôi lo này rất là xuất sắc.
và em xin test nhạc nặng, nhạc nặng để có nhạc vàng, để em toàn là đĩa nhạc nước ngoài không. Rồi volume mà nè ma. Còn cổng CD ba lăng. Đây là các chế độ chuyển kênh nè ma. Đây, các chế độ chuyển kênh nè. À, còn cổng CD ba lăng. Chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đâu, hay em vội quên ngày đó. Lòng nét nè nè. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và dù mình cách chờ em để tan anh. Chúng mình hai đứa hai người, làm sao anh sống khi CD. Once there lived a fool, many moons ago, he was such a fool. Ask me, I should know. Still remember the way he would cry each time you said goodbye. Walked in the rain, almost insane. But please don't ask me why. Once there lived a fool. Em à, diễn một đoạn test nhạc nền bass anh em à. Nghe tiếng bass của con nghe 460 470 quýnh đòi 434.
陪我，无需要为我太多。Rồi em xin tạm dừng clip test tại đây. Thì đối với E470 này có giá là 98 triệu à anh em ha.